Chào các bạn. Xin chào các bạn. Và ngày hôm nay Bố Con Sâu sẽ biểu diễn bài hát mang tên Bố Ơi Cuộc Sống Sắc Màu. Đúng rồi, Bố Ơi Cuộc Sống Sắc Màu, chuẩn bị vào này. Bố ơi, sao lại như thế này? Tại sao ông mặt trời lại trói chang? Bố ơi, sao lại như thế này? Tại sao con lại được sinh ra đời? Ngoài kia biết bao nhiêu điều bất ngờ mà con chẳng thể biết được. Đi rồi vì sao lại như thế? Nào hãy lên xe điên cùng bố nào, cuộc sống này đầy sắc màu. Let's go, bố con mình cùng trả lời. Nào mình cùng nhau đi khám phá thế giới có biết bao nhiêu điều kỳ lạ, bao ân số đang đợi bố con ta. Ôi cuộc sống sắc màu, nào mình cùng nhau đi như thế nhé, đi cho đến khi bố già và yếu, chẳng còn đủ sức đi xa cùng con, thế nhưng cuộc sống vẫn sắc màu. Sao lại như thế này? Tại sao ông mặt trời lại trói chang? Bố ơi, sao lại như thế này? Tại sao con lại được sinh ra đời? Ngoài kia biết bao nhiêu điều bất ngờ mà con chẳng thể biết được lý do vì sao lại như thế. Nào hãy lên xe đi cùng bố nào, cuộc sống này đầy sắc màu. Let's go, bố con mình cùng trả lời. Nào mình cùng nhau đi khám phá thế giới có biết bao nhiêu điều kỳ lạ, bao ân số đang đợi bố con ta. Ôi cuộc sống sắc màu, nào mình cùng nhau đi như thế nhé, đi cho đến khi bố già và yếu, chẳng còn đủ sức đi xa cùng con, thế nhưng cuộc sống vẫn sắc màu. Nào mình cùng nhau đi khám phá thế giới có biết bao nhiêu điều kỳ lạ, bao ân số đang đợi bố con ta. Ôi cuộc sống sắc màu, nào mình cùng nhau đi như thế nhé, đi cho đến khi bố già và yếu, chẳng còn đủ sức đi xa cùng con, thế nhưng cuộc sống vẫn sắc màu. Cuộc sống vẫn sắc màu.